Chương 1 Thủ trắc player, vương quốc vĩnh cửu và bố lỗ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hạ Lạc Khắc là một tên địa chủ ngục tối, vừa mới thu mua một trung tâm thành phố ngầm bị bỏ hoang. Hắn là một địa chủ ngục tối tuổi trẻ tài cao. Hạ Lạc Khắc mua lại trung tâm hoang phế này, không phải là vì siêu lòng trước vị mô giới tỷ tỷ thiên hoa ma mị kia, người vẫn thỉnh thoảng dùng quy tắc ngầm mê hoặc hắn, cũng không phải vì mảnh đất ngầm trung tâm vừa thối vừa cứng lại vừa chỉ toàn loại kim cương vô giá trị này có chu vi rộng lớn, càng không phải vì đây là nơi có cự ly cách thế giới bề mặt gần nhất, chỉ trong lộ trình một ngày, có nghĩa là Hạ Lạc Khắc sẽ chỉ mất một ngày để đi từ thành phố ngầm này đến thế giới bề mặt. Thế nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu hắn chỉ mất một ngày để đi từ thành phố ngầm này đến thế giới bề mặt, vậy thì các chủng tộc tự xưng là quan minh trên thế giới bề mặt kia cũng sẽ chỉ mất một ngày để tìm đến đây mà phạt địa chủ ngục tối là hắn tính ra cái địa phương này vừa tệ hại vừa có độ nguy hiểm cực cao ngay cả cái lõi cũng tàn đến mức gần như là đồ bỏ sẽ phải mất rất nhiều nỗ lực mới có thể khởi động lại ngục tối sở dĩ hạ lạc khắc quyết định mua lại nơi này không phải vì hắn muốn khiêu chiến mà là vì cái thành phố ngầm này là nơi tiện nghi nhất trong toàn bộ hệ thống ngục tối nói đến đây cũng đủ rồi, nói nhiều nữa thì chẳng khác gì phàn nàn. Hạ Lạc Khắc là một người có mục tiêu và cũng có giả tâm lớn. Thay vì cứ mãi phàn nàn, thì tốt nhất là nên dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về việc khởi động lại lõi của ngục tối và bắt đầu dự án tuyệt vời của mình. Truyền ma lực vào, sau đó dùng con dấu chuyên dụng của riêng mỗi người. Hà Lạc Khắc đứng trước cái lõi u ám tối tăm đã hoang phế từ lâu, trên tay cầm cuốn hướng dẫn vận hành ngục tối mà vị mô giới tỷ tỷ kia đã cho hắn, bắt đầu từng bước từng bước khởi động lại lõi của ngục tối. Khi phần lớn ma lực được truyền vào, rất nhanh chúng liền được hấp thụ. Hạ lạc khắc lấy con dấu chuyên dụng của mình ra, dùng chính máu của mình để làm mực cho nó, sau đó đóng dấu lên lõi của ngục tối. Khi cái tên Hạ lạc khắc được in bằng máu kia thấm vào lõi ngục tối, lõi ngục tối bắt đầu chậm chậm tỏa ra ánh sáng. Cùng lúc đó, hạ lạc khắc nghe được từ trong lõi phát ra một thanh âm trầm thấp sơ văn Saber, vâng theo lệnh triệu hồi mà đến xin hỏi ngươi là master của ta sao hạ lạc khắc khẽ nhíu mày lật lại từ đầu đến cuối cuốn hướng dẫn vận hành một tối xem lại lần nữa sau khi xác nhận rằng không có đoạn nào như vậy trong sách hướng dẫn hắn lại ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn vào lõi một tối làm sao đây lẽ nào ta mua phải cái lõi giả cái lõi ngục tối phía trước kia chờ đợi một lúc mà vẫn không thấy câu trả lời của Hạ Lạc Khắc nên tiếp tục hỏi. Là khách qua đường? Hay là người bản địa? Lông mày Hạ Lạc Khắc càng nhíu chặt hơn, tự nhủ. Cái lõi này bị hỏng rồi sao? Không được, ta phải đến tìm mô giới tỷ tỷ trả hàng, quả nhiên hàng rẻ đều không đáng tin mà. Hạ Lạc Khắc vừa xoay người định rời đi thì lõi ngục tối phía sau hắn liền nôn nóng mà hô lớn. Ma vương ngục tối tương lai vĩ đại à, những thứ vừa nãy chẳng qua chỉ là một số thuật ngữ tôi học được từ dị giới mà thôi, tôi hoàn toàn không bị hỏng gì cả, xin ngài nương tình mà dừng bước cũng tuyệt đối đừng trả hàng, nếu không, dựa theo hoàn cảnh và vị trí này của tôi thì có lẽ tới 10.000 năm sau, tôi cũng vẫn không bán đi được nữa. Hạ lạc khắc lập tức dừng bước. Không phải là do những lời xu nịnh của cái lõi ngục tối kia mà là do cái danh xưng ma vương ngục tối tương lai vĩ đại, đây là sự thật một cái lõi ngục tối mà lại có thể nói chuyện, đúng là khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, dù gì thì Hạ Lạc Khắc hiện vẫn chưa phải là một địa chủ có kinh nghiệm phong phú, hắn chưa từng thấy cái lõi nào như vậy nhưng cũng không có nghĩa là một cái lõi như vậy không tồn tại trên đời, chắc chỉ là hiếm gặp mà thôi. Vậy mà khi nãy hắn còn trách oan mô giờ tỷ tỷ bán hàng giả cho hắn. Bởi vì lõi ngục tối có thể nói chuyện, hơn nữa ý tứ còn rất rõ ràng. Vậy càng tốt, càng tiện chi hà lạc khắc triển khai kế hoạch vĩ đại của bản thân. Hắn mở hai tay và trình bày bài phát biểu đầu tiên của mình với tư cách là chủ sở hữu thành phố trước lõi ngục tối. Trong vòng 100 năm sẽ khai cuộc 100 gian phòng quái vật ngục tối, xây dựng thêm 10 nhà bếp, 10 phòng thẩm vấn, 10 phòng tra tấn, hai sân huấn luyện khổng lồ. Ngoài ra, sẽ còn có một mê cung cho các nhà thám hiểm, thư viện, bảo tàng, một phòng ngủ sang trọng của riêng ta và cả một kho báu phong phú nhất nữa. Tất nhiên, điều đầu tiên cần làm là tìm được nhóm công nhân đầu tiên trong ngục tối. Yêu tinh Về cách triệu hồi yêu tinh, trong cuốn Hướng dẫn vận hành ngục tối, vấn đề này đã được viết khá chi tiết, chỉ cần sử dụng ma lực và cấp độ ngục tối tương ứng là có thể triệu hồi. Ngục tối mà Hà Lạc Khắc đang sở hữu là tầng thấp nhất, ngục tối cấp 1. Do vậy, loại quái vật ngục tối duy nhất hiện có thể được triệu tập được chỉ có yêu tinh nếu sau này muốn nâng cấp cấp độ của ngục tối thì rất đơn giản hoặc là tự chi tiền để mua hoặc là cướp lõi ngục tối khác rồi mang cho lõi ngục tối của mình nuốt cứ mỗi lần nuốt như vậy ngục tối của bạn liền có thể nâng lên một cấp sau khi đọc kỹ hướng dẫn hạ lạc khắc dự định sẽ tiếp tục truyền ma lực vào lõi của ngục tối sau đó sẽ tiến hành triệu tập yêu tinh để mở đầu sự nghiệp địa chủ ngục tối vĩ đại của mình chỉ khi hạ lạc khắc chuẩn bị chiêu mộ yêu tinh lõi ngục tối mới kêu lên lên đợi một chút nếu ngài chiêu mộ yêu tinh theo phương pháp thông thường thì yêu tinh bình thường sẽ cần năm viên đá ma thuật mỗi tháng như một mức lương tốt hơn là cố gắng ký hợp đồng với yêu tinh dị giới yêu tinh dị giới không những không cần tiền lương mà ngược lại còn làm việc chăm chỉ và sẽ cho ngài tiền cho ta tiền tại sao hà lạc khắc suýt nữa là bật cười thành tiếng hắn thật sự chưa bao giờ nhìn thấy loại con yêu tinh kỳ lạ như vậy trong đời bởi vì bọn họ là kim mẫu trư lợn nái vàng lõi ngục tới đáp mặc dù lời mà lõi ngục tối nói rằng hà lạc khắc hơi khó tin nhưng hà lạc khắc cũng rất phấn khích vì hắn hiện không có đủ đá ma thuật để trả lương cho yêu tinh mặc dù trong quá trình mở rộng ngục tối đá ma thuật sẽ có thể được phát hiện thêm nhưng với vị trí địa lý của ngục tối này thì tỷ lệ đào được đá ma thuật là rất nhỏ và hầu hết đều bị bao quanh bởi những viên kim cương cứng vô giá trị sau khi suy nghĩ cẩn thận hạ lạc khắc quyết định thử dùng một vài yêu tinh dị giới bởi vì họ là sinh vật của dị giới theo như lời lõi ngục tối thì phải cần thêm rất nhiều phép thuật để xây dựng thiết bị phục vụ thông tin giao tiếp hay còn gọi là truyền tống môn trong tuần tiếp theo Hà Lạc Khắc đã sử dụng phép thuật của mình để truyền vào lõi ngục tối để xây dựng truyền thống môn. Trong quá trình đó, lõi ngục tối hiếm khi liên lạc thông báo với Hà Lạc Khắc. Cuối cùng, sau khi đã hoàn thành truyền thống môn, lõi ngục tối mới bắt đầu giải thích tình hình của dị giới cho Hà Lạc Khắc. Vì sự khác biệt trong nền văn hóa của hai thế giới, yêu tinh ở dị giới có thể nói vài điều gì đó kỳ lạ, sẽ có những tên gọi lạ. Là... Bọn họ thậm chí đôi khi sẽ tự phát kết bè kết phái, giao dịch với nhau phát sinh ẩu đã thì tự giết lẫn nhau. Hoặc làm ra những điều gì đó trông rất ngu xuẩn và ấu trĩ. Hy vọng rằng Hạ Lạc Khắc có thể chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, bởi vì là hai thế giới khác nhau, do đó, với tư cách là địa chủ của ngục tối, cách quản lý đối với thuộc hạ của dị giới cũng cần phải được thay đổi một chút. Việc sử dụng dòng điệu cứng rắn để ra lệnh cho bọn họ hoàn toàn không phải là phương pháp quản lý tốt nhất tiến hành quản lý trên website chính thức mới là một cách làm hữu hiệu. Đối với website chính thức, lõi ngục tối cũng tiến hành giải thích đơn giản, nó có vai trò tương đương như đại sứ quán giữa hai thế giới. Hà Lạc Khắc Đại Khái đã nắm được vấn đề. Mặc dù hắn cảm thấy rằng sở thích của yêu tinh dị giới có chút quái lạ, nhưng miễn là họ không đòi hắn phải trả tiền lương thì đều không thành vấn đề. Hà Lạc Khắc không thể chờ đợi được thêm nữa, Hắn muốn ngay lập tức triệu hội yêu tinh để bọn họ bắt đầu làm việc cho hắn. Nhưng lõi ngục tối không lập tức triệu tập yêu tinh, mà trước tiên yêu cầu hạ lạc khắc tiến hành tuyên truyền và chiêu mộ, điều này tất nhiên cũng được thực hiện trên website chính thức. Muốn vào website chính thức cần có lõi ngục tối hỗ trợ với vai trò như là một phương tiện, hiển thị một thứ giống như màn hình trên mặt lõi, ngoài ra còn có chuột và bàn phím. Sau khi dạy hạ lạc khắc cách sử dụng, hạ lạc khắc có thêm một nhiệm vụ người duy trì và quản lý website chính thức của ngục tối. Điều quan trọng nhất bây giờ là tuyển mộ được những quái vật ngục tối đầu tiên. Theo thuật ngữ của dị giới thì được gọi là thủ trắc player. Người chơi thử nghiệm đầu tiên. Sau khi hạ lạc khắc vào website chính thức, hàng loạt văn tự của di giới đồng loạt hiện ra. Chẳng qua, việc học văn tự đối với một tên ác ma siêu đẳng như hắn không phải là việc gì quá. Hạ Lạc Khắc rất nhanh đã học được toàn bộ va tự của dị giới. Sau đó, dựa theo hướng dẫn của lõi ngục tối, hắn đã cho đăng bài viết đầu tiên trên website với chủ đề. Trò chơi trực tuyến thực tế ảo đầu tiên trên thế giới, ngục tối. Vương quốc Vĩnh Cửu đang trong quá trình thử nghiệm, cần chiêu mộ thủ trắc player về mặt nội dung, tất nhiên nó được viết dựa theo các khuyến nghị của lõi ngục tối, và Hạ Lạc Khắc đã đặt cho ngục tối của mình một cái tên kinh khủng. Vương quốc Vĩnh Cửu sau đó lại đặt cho lõi ngục tối một cái mà hắn cho rằng rất soái khí. Bố lỗ Mặc dù lõi nhục tối phản đối mạnh mẽ hai cái tên này, nhưng thứ mà Hạ Lạc Khắc đã quyết định rồi thì làm sao có thay đổi một cách dễ dàng chứ? Ngay khi Hạ Lạc Khắc và bố lỗ vẫn đang tranh cãi về cái tên, thì ai đó đã sớm đăng một tin nhắn trên website chính thức. Tử La Lan Chi Hoa Ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu Cáo từ ta về GNF viên gạch đi tới. Lôi đình nhai tù trưởng. Trông có vẻ thú vị đấy, trò chơi trực tuyến thực tế ảo. Các ngươi thử xem tranh tuyên truyền đi, ta cho rằng, với chất lượng tranh như vậy, chính là do được ghi lại bằng camera. Nại tư đại phu. Tôi đăng ký, tôi hy vọng được chọn để làm thủ phê, kiểm tra player, đảm bảo 24 giờ trực tuyến và phát hiện BUG sẽ báo ngay lập tức. Thêm vài thì đường ta thấy tuyên truyền và giới thiệu tóm tắt cũng không tệ lắm chỉ là hình như chức nghiệp hơi ít trong giai đoạn đầu này mới chỉ có một yêu tin ta hy vọng sau này có thể mau chóng mở thêm nhiều chức nghiệp càng sớm càng tốt như cái mánh lới quảng cáo trò chơi trực tuyến thực tế ảo này chắc chắn sẽ được nhiều người đăng ký những phản hồi như thế này sẽ sớm được sàng lọc hạ lạc khắc quét một cái để làm mới trang lập tức lại có thêm vài tin nhắn nữa số người báo danh cũng bắt đầu tăng lên vùng vụt. Chỉ sau vài phút, đã có hàng trăm lượt báo danh. Hạ Lạc Khắc có chút sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghe nói về việc tuyển dụng yêu tinh thậm chí phải xếp hàng để báo danh như vậy. Hắn không có ý định tuyển nhiều yêu tinh đến thế. Hạ Lạc Khắc nhìn bố lỗ trước mặt hắn và hỏi. Bố lỗ, cả dị giới này đều là thế giới của yêu tinh sao? Lõi, bố lỗ, nói. Chà, cũng gần như là vậy, có hơn 800 triệu yêu tinh. Nhưng chúng ta không cần quá nhiều như thế. Không gian hiện tại trong ngục tối này cũng không thể chứa quá nhiều người. Chúng ta hãy bắt đầu kiểm tra và chọn ra một số ít có thái độ tốt đi, kiểu yêu tinh như vậy, sau này sẽ dễ quản lý hơn. Hạ Lạc Khắc cũng nghĩ vậy, sau đó bắt đầu xử lý từng trang một. Chỉ vỏn vẹn trong một ngày, cũng đã có hơn 5.000 người đã báo danh tham gia thử nghiệm đầu tiên. Theo quy mô của vương quốc Vĩnh Cửu hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ chứa được 100 người mà thôi, muốn nhiều hơn nữa cũng không thể. Mặc dù theo như Bố Lỗ từng nói, bọn yêu tinh này không cần tiền lương, nhưng họ vẫn luôn cần ăn uống. Tuy rằng yêu tinh không ăn được bao nhiêu, nhưng những thứ này đều phải cần đến đá ma thuật. Số tiền hiện tại còn lại trong túi của Hạ Lạc khắc cũng chỉ có thể đảm bảo thức ăn cho 100 yêu tinh trong 3 ngày. Những ngày sau bọn họ cần phải ra ngoài để tự săn bắn. Rất nhanh Hạ Lạc Khắc đã chọn lựa ra được 100 thủ trắc player. Chỉ có điều, Hạ Lạc Khắc còn một việc phải làm trước khi chào đón những người chơi đầu tiên này. Mua quán hạo cho bọn họ đi đào mỏ. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.